Ok, chào anh em trở lại với channel của mình là DP đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là đi doanh trại. Doanh trại không phải doanh trại mà là đi bản đồ kho báu. Mình quên mất vì căn bản tới lúc mình nghỉ game đến giờ. Vậy đây là lần thứ 3 mình đi bản đồ kho báu, mình nói thật luôn. Lần thứ 3 mình bản đồ kho báu. Tới lúc ra bản đồ kho báu thì mình có chơi lại hai lần đúng không? Hai lần hay một lần gì đấy. Mình vẫn chưa đi được bản đồ kho báu. Nghĩa là mình không có tham gia vào bản đồ kho báu, mình cũng chả quan tâm cái vấn đề đó. Thì đây là lần thứ 3 mình đi trong ngày hôm nay là lần thứ 3 mình đi bản đồ kho báu. Ồ, gì đây? Ồ, chết rồi. Anh em ơi, cái vụ bạn Tâm bạn ý. Hôm nay mình đây là con lịch đẹp play server 2, mình đang chơi server 2, mình đang úp con đệ server 2. Thì trong vãi trưởng. Em nhớ vụ bạn Ben không? Bạn Ben ấy. Đấy, vụ ấy, sau vụ đấy mình đã đèn bạn Ben 200k. Ôi trời ơi, mất rồi. Mình ở đây bạn ý 200k và bạn ý sẽ mua một con ắc mới để bạn ấy chơi, còn có nick mới để bạn chơi ấy. Ôi chắc bạn ý bị lừa đảo rồi. Hôm nay mình cũng sáng nay mình cũng nhận được đêm qua bạn ấy nhắn tin với mình. Sáng nay mình mở tin nhắn ra cũng nhận được thông tin thông báo là chết rồi. Thông báo là bạn ấy sẽ nghỉ game. Thì chiều hôm qua mình có đi mua cái thẻ 200k mình lạp vào. Mình không phải mình lạp mà mua cái thẻ 200k mình gửi bạn ấy. Thì mình không có tài khoản ngân hàng nên là mình gửi bạn đi 200k thẻ Viettel. Thì bạn ấy bảo bạn đi mua nick mới. Thì hôm nay bảo báo nghỉ game, không biết chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thấy thông báo là tạm biệt ông, tôi nghỉ game đây. Chết rồi, chắc là vừa rồi có người thông báo với mình là nhắn tin bang ấy, vừa rồi có thông báo với mình là Ben lại bị lừa đảo rồi. Chắc thế rồi. Giao dịch trung gian cũng bị lừa đảo rồi. À, mình thì đang có việc bận quá. Đang muốn on Facebook hỏi xem có phải bị lừa đảo không. Mình cũng ấn lừa đảo không biết phải sao. Chết rồi, bạn Ben ơi, bạn Ben bị lừa đảo rồi. Không biết tại sao lại bị lừa đảo tiếp. Mình có gọi là ấy mà sao tại sao lại thế nhỉ? Ok, chờ anh em mình anh em chờ mình tí, mình sẽ quay trở lại, mình sẽ lên Facebook mình hỏi rõ xem tại sao lại bị như thế nhá. Ok anh em. Ok, mình đã trở lại rồi đây. Sau một hồi mình lên Facebook mình nhắn tin với bạn Ben thì bạn Ben đã trả lời là mình vừa đi ấy xong mình vừa thoát rồi mình quay lại thì mình đang úp đệ tử camera đây. Thì bạn Ben thì có trả lời là không phải bạn ấy bị lừa đảo. Bạn ấy có mua link giao dịch trung gian thì hiện tại là bạn ấy bỏ cái link Ben S7 Ben đi. S7 Ben đi và bạn cài một cái link mới và đã có đệ tử. Tối qua bạn ấy đi mua một cái link thì không hiểu tại sao cái link vừa cài mới cài đây mấy chữ sức mạnh rồi, được con đệ tử rồi. Thì hôm nay lại bị mất. Không hiểu tại sao lại mất mật khẩu. Thế là đêm qua bạn ấy nhắn tin đi mình là sẽ nghỉ game không chơi nữa. Thôi công cốc rồi. Coi như là tất cả những cái gì từ trước đến giờ coi như là mất hết rồi. Vừa lại cái lick cá lại mất. Số nhỏ vãi trưởng. Cầm 200k đi mua lick thì bây giờ lại mất. Oh my god. Không hiểu tại sao lại số nhỏ như vậy. Không biết tại sao. Mình thì vẫn đang úp đệ đây, mình chăm chỉ úp đệ server 2 đây. Còn con đệ server 7 mình cũng đang không biết làm thế nào. Bây giờ tới lúc có bạn Ben bạn ấy không ấy nữa thì bây giờ coi như là mình không có ai để giúp nhiệm vụ cho mình. Không phải nhiệm vụ mà không có ai để giúp mình trong BT ấy. Anh em trong BT hiện tại chả ai on. Mình thì một mình on vàng hay là cũng on một mình. Cày cái này cày cái kia. Bận công việc các thứ nữa chứ. Có phải là mình ngồi chơi không đâu. Ôi chết rồi. Đệ bây giờ 16.8 triệu sức mạnh. Bao giờ lên 149 hay là 150 để mà skill hoa cho anh em xem. Mình không biết nữa, con đệ đẹp play, con link đẹp play server 2 này. Mình đang phân vân quá, không biết là có lên qua server 2 chơi không. Mình buồn cười thật đấy, mình cứ chuyển hết server này qua server kia. Đúng là chơi chục năm nữa chắc chắc đã không có link để link VIP rồi, chục năm nữa. Đúng những gì có một người anh em nói với mình là
Vẫn chưa có nick này à? Mày cày chục năm nữa chứ chắc là VIP. Mình không biết là có như vậy thật không. Mình chơi đi chơi lại chục lần rồi đấy. Hôm nay là ngày hơi buồn, đi tí mà xảy ra vụ như thế. Ok thì thôi, thì mình xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn trong video sau. Thì hôm nay là một ngày buồn đối với mình và đối với bạn Ben. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.